À, chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình ha. Hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn xem một sản phẩm, đó là ví da nam cao cấp thời trang Hàn Quốc 2019. Thì ví này giá có 100 mấy thôi, mua trên mạng, vừa thử như thế nào. Đó, đúng rồi. Mùi rất là dễ dàng. Cool. Trăm mấy à? Cảm ơn nè. Trong đây thì nó có hàng trăm còn cái dây kéo này. Đây này, bây giờ để kẹt. Sơ lược nó chỉ như đây thôi, khá là đẹp. Trăm mấy chấp nhận được. Các bạn nào mua thì link ở dưới phần mô tả nha. Ồ, thì sao vậy? Đẹp.